Không chỉ người dân bình thường mà đôi khi ngay cả những người chấp pháp cũng không nắm vững luật và để xảy ra vi phạm trong lúc thi hành công vụ. Hồi đầu năm nay, Chào buổi tối đã từng đưa tin về trường hợp một số cán bộ công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức công khai nêu tên 3 người phụ nữ bán dâm và một người đàn ông mua bán dâm giữa phố. Mặc dù là thực hiện với mục đích tốt, đó là để giáo dục tuyên truyền, thế nhưng cách làm này lại gây phản ứng trong dư luận vì cho rằng nó có thể gây tổn hại đến danh dự công dân. Sau 5 tháng kiểm tra thì cuối cùng Công an tỉnh Kiên Giang đã quyết định kỷ luật 3 cán bộ công an, trong đó có trưởng phó công an thị trấn Dương Đông vì sai sót này. Lãnh đạo Công an huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang cho biết, Công an tỉnh này đã thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm và cắt thi đua năm 2018 đối với 3 cán bộ liên quan tới vụ bêu tên người bán dâm ở vỉa hè đường Cách mạng tháng 8 thuộc thị trấn Dương Đông. 3 cán bộ bị kiểm điểm gồm trưởng, phó công an thị trấn và cảnh sát khu vực phụ trách khu phố 1. Trước đó, vào cuối tháng 1 vừa qua, Công an thị trấn Dương Đông tổ chức công bố quyết định xử phạt 3 người phụ nữ có hành vi bán dâm và một người đàn ông có hành vi mua dâm. Đa số dư luận cho rằng công bố tên tuổi những người vi phạm mua bán dâm ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của người vi phạm hành chính. Đáng nói là từng hành vi mua và bán dâm đều được nêu tên công khai trước mặt rất nhiều người, trong đó có cả trẻ em.